Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Tập 12. Chương 111, hai trụ nửa đạo đi, 1. Bà thật sự chưa từng dạy cách làm sao cho Tiểu Hồng Đường ở thoải mái hơn. Trước đây, Tiểu Hồng Đường chỉ thích ngủ trên xà nhà hoặc theo bà ra ngoài, nhưng sau này bà đi kiệu rồi. Có lẽ là bên đó thúc quá gấp nên chỉ đưa bát tự của Tiểu Hồng Đường cho Hồ Ma chứ không dạy gì khác. Có bát tự này, Hồ Ma có thể mang theo Tiểu Hồng Đường bên mình, cũng có thể nhìn thấy nó. Nếu Tiểu Hồng Đường ham chơi, chạy xa quá thì hắn đốt một nén hương, Tiểu Hồng Đường sẽ quay về. Nhưng những thứ khác như cách nuôi Tiểu Hồng Đường hay làm sao cho nó sống thoải mái, Hồ Ma cũng không biết. Hắn từng hỏi Tiểu Hồng Đường, Tiểu Hồng Đường chỉ nhớ ra được gì đó, nước miếng chảy ròng ròng, nói Tiểu Hồng Đường thích ăn thịt. Không phải thích ăn thịt sao? Hồ Ma rất bất lực, ta cũng thích ăn mà. Khi nói đến thịt, bây giờ hắn vẫn còn một lọ huyết thực mà bà để lại, nhưng đó là để chữa bệnh nên hắn không nỡ cho Tiểu Hồng Đường ăn. Hơn nữa hắn cũng nhớ, trước đây khi theo bà cũng không cho Tiểu Hồng Đường ăn những thứ này. Chờ ta chữa khỏi bệnh, tất cả thịt thái tuế, ta đều cho ngươi ăn. Nhìn ánh mắt thèm thuồng của Tiểu Hồng Đường, Hồ Ma chỉ có thể hứa như vậy, trẻ con mà, ngoảnh đi là quên ngay, dỗ dành trước đã. Giải quyết vấn đề từ những chỗ nhỏ, trước tiên hỏi Tiểu Hồng Đường về chuyện đồ cũ là gì? Tại sao ngươi thích đồ cũ? Đồ cũ chính là đồ cũ. Đồ cũ ở rất thoải mái, ngủ một lát là no rồi. Câu trả lời của Tiểu Hồng Đường rất đơn giản, cũng rất chủ quan, Hồ Ma không hiểu lắm, nhưng xác định được là nó thích cái này. Được, có cơ hội ta sẽ cướp về cho ngươi. Hắn đáp ứng Tiểu Hồng Đường, lại hỏi nó một số vấn đề khác, được câu trả lời xác định mới thôi. Về vấn đề Tiểu Hồng Đường không muốn ngủ trên xà nhà, thực ra không lớn, Tiểu Hồng Đường ham chơi, cũng không phải ngày nào cũng theo Hồ Ma, thường xuyên ra ngoài chơi một hai ngày. Chơi chán rồi, hoặc Hồ Ma đốt hương gọi nó mới quay về. Mà trước đây Hồ Ma lo nhất chính là nó theo mình đến Hồng Đăng hội này, không biết có bị ảnh hưởng gì không. Dù sao thì vị Ngô sư phụ kia nhìn cũng không phải dạng vừa, lỡ như ông ta phát hiện ra, đối với Tiểu Hồng Đường không có lợi, thì phải làm sao? Dù sao thì những nhân vật lớn như vậy, hẳn là không thiếu bản lĩnh trừ tà diệt quỷ. Tiểu Hồng Đường không sợ đâu. Mà câu trả lời của Tiểu Hồng Đường lại khiến Hồ Ma bất ngờ, nhị gia không giống lão gia có râu dài, nhị gia không đến gần được, đến gần thì nóng gian, không sờ được, sờ vào là bỏng tay. Lão gia có râu dài đến gần không nóng gian, ông ta cũng không nhìn thấy Tiểu Hồng Đường. Nhưng Tiểu Hồng Đường cũng không thể đến gần ông ta quá thì sợ, sờ nhị gia sẽ bỏng tay, sờ ông ta, cảm thấy sẽ bị ông ta bắt đi mất. Hóa ra còn có sự khác biệt này sao? Hồ Ma dần hiểu được sự khác biệt bên trong. Nhị gia tuy học pháp môn đơn giản, nhưng lô hỏa lớn 60 năm lại không đơn giản. Nói ra thì, vị Ngô trưởng quỹ kia, pháp môn hẳn là cao thâm hơn nhị gia, nhưng rõ ràng là ông ta đã phá thân từ lâu. Nếu không thì cũng không thể khi bên cạnh có kỹ nữ rót rượu mà biểu hiện lại thoải mái như vậy. Cho nên, pháp môn của ông ta tuy thâm, nhưng lực uy hiếp lại không bằng nhị gia. Hoặc có lẽ, điều này cũng liên quan đến tính đặc thù của Tiểu Hồng Đường. Hồ Ma hiện tại thật ra không hiểu lắm về bản lĩnh của Tiểu Hồng Đường lớn hay nhỏ, hoặc là với tư cách là tà túy, thì ở cấp độ nào. Nói về đánh nhau, khi hắn vào rừng tìm bà, cũng từng đánh với một yêu anh linh cấp thấp nhất, đánh tới lui, kêu gào om sòm, mặt mũi bầm dập. Nhưng bình thường thì, nhìn nó ham chơi như vậy, ở đây lượn một vòng, ở kia chơi một lát, ngoài nhị gia gia cũng chưa thấy nó thực sự sợ ai. Dù sao thì, sau này gặp lão trưởng quỹ thì tránh xa một chút, cũng đừng vào trong hậu viện. Vì cân nhắc đến sự an toàn, Hồ Ma vẫn dặn dò Tiểu Hồng Đường một lượt, mặc dù nó nói lão trưởng quỹ không nhìn thấy nó, nhưng để chắc chắn, tốt nhất vẫn nên tránh xa một chút. Dặn dò xong, hắn mới quay về tiếp tục ngủ, trong lòng càng kiên định hơn ý nghĩ sớm ngày giành được một phòng đơn. Dù thế nào cũng phải cùng Tiểu Hồng Đường giành được đãi ngộ giường đơn xà đơn mới được. Đêm khuya ngủ say, có lẽ là do một thời gian này,
liên tục dùng huyết thực hoàn bà để lại, đạo hạnh lại có tiến triển. Hắn lại đến ngôi miếu đó, thấy hương trên lư hương của mình, nén thứ hai cũng sắp cháy hết, mình không phải chịu khổ vô ích, sắp có đạo hạnh trên hai nén hương rồi. Trong lòng hắn khá an ủi, nhưng nhìn làn khói mỏng bốc lên từ lư hương, hắn cũng chợt nghĩ, mình bây giờ đến một nơi mới, có phải cũng có khả năng gặp được một người chuyển sinh mới không? Có lẽ, ta cũng có thể thử gọi thử xem. Trong lòng nảy sinh ý nghĩ này, nhưng rất nhanh đã dập tắt, việc cấp bách nhất vẫn là giải quyết vấn đề của mình. Những lúc khác đều chỉ là lãng phí hương mệnh mà thôi. Chương 112, hai trụ nửa đạo đi, 2. Ngày hôm sau, những thiếu niên kia tỉnh dậy, liền cùng nhau đến tiền viện chào trưởng quỹ, nghe phân phó. Bây giờ, vị quản sự đưa họ đến đây hôm qua đã về rồi, nơi này đã trở thành tiểu thế giới của họ. Biểu hiện không tệ, không có ai lười biếng, bắt đầu học làm việc đi. Lão trưởng quỹ hài lòng gật đầu với mọi người, chỉ kéo một chiếc ghế dài, pha một ấm trà, ngồi bên cạnh chờ. Hôm qua đi chôn Hoàng Bì Tử, thiếu niên mặc gấm vóc Hứa Tích Nhi, lúc này lại đến sớm, không cần chờ Ngô trưởng quỹ phân phó, liền chỉ huy một đám người làm việc. Ngôi nhà lớn này, chia làm hai viện trong ngoài, viện trong có Ngô trưởng quỹ và tiểu nhị của ông ta ở, còn có hương đường, cùng mấy căn phòng khóa bằng ổ khóa đồng, viện ngoài thì có chuồng, ngựa, kho thóc, còn có phòng phụ mà họ ngủ. Thiếu gia mặc gấm vóc Hứa Tích Nhi dường như đã rất quen thuộc, chỉ huy Hồ Ma và 8 người mới đến, hoặc đi dọn chuồng ngựa, hoặc đi quét dọn sân, hoặc đi gánh nước hái rau, xong xuôi còn phải tập hợp lại, mỗi ngày sau khi hoàng hôn, tuần tra xung quanh, đốt đèn. Việc tuần tra này chính là trách nhiệm của họ, trấn áp tà vật xung quanh, làm vẻ vang cho Hồng Đăng nương nương. Đã thành người làm của Hồng Đăng hội chúng ta, mỗi tháng đều có nửa cân máu cung phụng các người. Ông ta nghiêm túc dạy bảo đám người làm, nhưng máu này không phải cho không, không siêng năng làm việc, thì trừ đi. Đám người làm nghe xong, đều dạ dạ vâng vâng, nào dám có ý kiến gì. Ngay cả Hồ Ma cũng hiểu rõ nơi này không giống với ở chỗ nhị gia, ngoan ngoãn làm việc. Cứ như vậy qua mấy ngày, dần dần cũng quen thuộc rồi, lòng cũng định rồi, vị Ngô trưởng quỹ kia, ngoài ngày đầu tiên còn bê một chiếc ghế thái sư ra ngoài nhìn, mấy ngày sau ngay cả mặt cũng không lộ. Đến ngày thứ tư, mới lại ra khỏi viện trong, nói với đám người làm, các ngươi cũng nên biết, vào Hồng Đăng hội chúng ta, đều phải học bản lĩnh, dù sao thì sau này áp tải máu, còn phải dùng đến các ngươi. Ta lười quản chuyện phiền phức này, nhưng bản lĩnh phải dạy các ngươi, cũng sẽ không giấu giếm để các ngươi oán trách. Hôm nay, thử xem thử, ta xem thử độ chín của các ngươi. Đám người làm chờ 3-4 ngày, cuối cùng cũng mong đến ngày này, lập tức phấn khích không thôi. Từng người biểu diễn thế võ mình đã học, thể lực kinh người, cùng với lô hỏa đã đốt, biểu diễn ra. Hồ Ma cũng đến lúc này mới phát hiện ra, những thiếu niên kia đến từ những nơi khác nhau, học những thứ khác nhau, điểm giống nhau là đều đã đốt lò, nhưng điểm khác nhau lại nằm ở thế võ. Họ ở trại đại dương, thế võ đều đã học hết, hơn nữa đánh rất thuần thục, nhưng mấy thiếu niên đến từ những nơi khác, chỉ đốt lò, hỏi đến thế võ, lại chẳng biết chút nào. Mà khác với họ, đặc biệt là thiếu gia mặc gấm vóc, cùng hai người theo hầu. Thế võ họ đánh khác, nhưng rõ ràng là nhiều hoa hơn 3 chiêu thức mà nhị gia dạy, nặng nề tàn nhẫn, rất oai phong, nền tảng thì đều không tệ. Ngô trưởng quỹ xem xong, cười nói, trước khi các ngươi vào Hồng Đăng hội, cũng không có máu ổn định để bổ sung, có thể luyện được như vậy đã không tệ rồi. Nhưng, trước đây có lẽ cũng không có ai nói với các ngươi, chỉ đốt lô hỏa thôi, là vô dụng, chỉ có thể phòng ngừa tà vật, chứ không làm được gì khác. Sau này các ngươi không chỉ phòng ngừa tà vật là đủ rồi, quyền cước võ nghệ đều phải theo, ta sẽ dạy các ngươi dùng pháp trước. Nói xong, liền đích thân ra tay, đánh một lượt thế võ, sau đó giảng giải cho đám người làm nghe. Những người làm này, bao gồm cả Chu Đại Đồng và những người khác, đều chưa từng học qua cách đánh này, nghe xong tự nhiên là phấn khích không thôi. Hồ Ma cũng biết đây là quá trình tất yếu, vì vậy chỉ âm thầm học theo. Ngược lại phát hiện ra sự khác biệt bên trong này, đốt lò là như nhau, nhưng thế võ mỗi người học đều khác nhau, tuy nhiên thế võ khác nhau. Nhưng đạo lý thì thông nhau, không ngoài mục đích dẫn ra lô hỏa, do kỹ năng dẫn dắt giữa các hàng ngoại công một loại pháp môn mà thôi. Chỉ là cứ như vậy dần dần học khoảng nửa tháng, Hồ Ma cũng dần dần cảm thấy không ổn.
Vị Ngô sư phụ này dạy họ thế võ, rất tận tâm, không thua gì Nhị gia dạy mình trước đây. Nhưng vấn đề là, người này chỉ dạy thế võ. Vô luận là hành quyền tẩu kình hay là móc mắt đá háng, muốn nói tác dụng là có, nhưng bản chất giống nhau với những kỹ năng mà Nhị gia đã dạy mình. Đối với phương pháp điểm lò ở cấp độ cao hơn, không bao giờ đề cập đến. Nói ra thì cũng hợp lý, nhưng bây giờ mình theo định kỳ dùng huyết thực hoàn bà để lại. Đạo hạnh của bản thân đã có 2 nén rưỡi, mà lúc trước bà dặn mình đến 3 nén đạo hạnh thì cần tu hành pháp môn tiếp theo. Xài tiền như nước a, bà lưu cho mình huyết thực hoàn không ít, nhưng cũng không nhịn được tiêu hao như vậy. Phải nhanh chóng nghĩ ra cách mới được. Hắn thầm mong đợi, nhưng cũng không vội vã làm gì, ngay cả đối với công tử nhà họ Hứa, hắn cũng rất lịch sự, nghe theo sự sắp xếp. Chỉ kiên nhẫn chờ đến ngày 30 tháng này, ngày không tròn, cuối cùng cũng nghe được giọng nói quen thuộc từ lâu. Lão Bạch Can huynh đệ, có nhớ ta không? Hồ Ma nghe thấy giọng nói này, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm, cười đáp, nhớ chứ. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 113, một câu định mệnh, 1. Thật sự đúng như suy nghĩ, Hồ Ma chờ đợi chính là ngày này. Trước kia hắn ở trong trại, muốn giết chết Thôi Hạt Nhi, nhưng lại không mở lời với Nhị Oa Đầu, cũng là vì muốn giữ lại ân tình này, dùng vào lúc quan trọng. Bây giờ nghe thấy giọng nói của hắn, liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhị Oa Đầu nghe xong, trong lòng khá thoải mái, cười nói, xem ra con đường cầu pháp không được thuận lợi lắm nhỉ. Tính ra thì cũng rất thuận lợi rồi. Hồ Ma cười nói, ta đúng là đã đốt hương xanh, cũng như nguyện đến bên cạnh một lão trưởng quỹ có tuyệt kỹ để làm việc. Bây giờ, ông ấy thậm chí đã bắt đầu dạy chúng ta bản lĩnh của ông ấy rồi. Chỉ là, ta cũng không tránh khỏi có chút nghi ngờ, Hồng Đăng nương nương sẽ dạy mọi người bản lĩnh, đều như vậy sao? Nói xong, liền kể lại chuyện học võ của mình một lần. Đây là điều tất yếu mà. Nhị Oa Đầu nghe vậy liền cười nói, không chỉ có Hồng Đăng hội, những bang phái khác của huyết thực, giai đoạn đầu cũng chỉ dạy những kỹ năng giả tạo này thôi. Nếu không thì các ngươi bỏ trốn thì phải làm sao? Hồ Ma nghe xong, hơi sững sờ, kỹ năng giả tạo. Đúng vậy. Nhị Oa Đầu cười giải thích với Hồ Ma, tất cả những gì không liên quan đến pháp môn của Thủ Tuế Nhân đều là kỹ năng giả tạo. Con đường của Thủ Tuế Nhân các ngươi không thể thiếu huyết thực, chỉ dựa vào ngọn lửa của chính mình, làm sao có thể khiến lô hỏa bùng cháy? Trừ khi cả đời này ngươi đừng phá thân, như vậy không chỉ có ngọn lửa mạnh mẽ, còn phá được bách độc nữa, nhưng cái giá này có hơi cao, những người khác thì sao? Như vậy thì không thể thiếu huyết thực, có huyết thực cung phụng, lô hỏa của ngươi sẽ bùng cháy, những kỹ năng đó có thể phát huy uy lực kinh người trong việc đánh thương tà túy, phá yêu pháp. Nhưng tiền đề là ngươi phải ở trong Hồng Đăng nương nương hội, có huyết thực cung phụng ngươi. Nếu như một khi tự mình bỏ trốn, không có huyết thực, những kỹ năng ngươi học được, không thể sử dụng, một khi sử dụng, sẽ tiêu hao sinh khí của ngươi. Một lần hai lần thì không sao, dùng nhiều rồi, sẽ giống như đốt cháy hết nến, trong cơ thể không còn gì, chẳng phải còn thảm hơn cả chết sao. Trong những bang phái tồn tại nhiều năm như vậy, quả nhiên có rất nhiều thủ đoạn. Hồ Ma đều thở dài, nếu thiếu huyết thực, kỹ năng này luyện nhiều rồi, e rằng cũng giống như những tên tiểu nhị đốt nến đỏ trước đó. Nhưng có một điều phải nói, không phải Hồng Đăng hội cố tình đào hố, mà chỉ là mượn đặc điểm này mà thôi. Kỹ năng mà Nhị gia dạy cho mình, về bản chất cũng giống như vậy. Nghĩ thông suốt đoạn này, Hồ Ma liền nói, vậy nếu như vậy, ta làm sao mới có thể học được pháp môn thực sự của Thủ Tuế Nhân? Điều đó không dễ đâu. Nhị Oa Đầu lão ca thở dài một tiếng, nói, phải biết cách nịnh nọt, biết cách hầu hạ người khác, thậm chí còn phải trả giá rất nhiều. Những lão trưởng quỹ này, ai cũng có tuyệt kỹ trong tay, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng truyền lại cho người khác. Dù sao thì đây cũng là bát cơm của họ, là bản lĩnh để họ yên thân lập mệnh. Có tuyệt kỹ này trong tay, tất cả các bang phái huyết thực đều phải cung phụng họ, vô duyên vô cớ, sao họ lại nỡ truyền tuyệt kỹ này ra ngoài? Vạn nhất sau này ngươi trở mặt, quay lại cướp cơm với họ thì sao? Điểm này, Hồ Ma trước kia cũng đã dự liệu được, bây giờ cũng không khỏi thở dài. Hiện tượng này không phải là hiếm. Kiếp trước, hắn cũng từng nghe truyền thuyết, đến thành phố theo học nấu ăn của một chàng trai nhà quê, phải rửa chân cho đầu bếp, làm đủ thứ việc vặt, việc gì cũng phải tranh giành làm,
lọt vào mắt xanh của đầu bếp, nhưng đối phương muốn dạy hắn còn phải lập ba quy tắc. Một là nộp tiền lương, hai là đầu bếp muốn chửi bới thì chửi bới, người ta nói một câu nào đó, mình còn phải đáp lại, còn phải thuận theo, đôi khi còn phải cười lấy lòng. Cái chết tiệt nhất là điều thứ ba, mỗi tối đều phải hầu hạ người ta. Dù sao thì đó cũng là bản lĩnh có thể giúp mình yên thân lập mệnh, học thì khó khăn như vậy. Mà đây chỉ là học nấu ăn, bây giờ mình cần học là bản lĩnh của thủ tuế nhân, chẳng phải càng khó khăn hơn sao? Hồ Ma nghiêm túc suy nghĩ, cũng hiểu rõ hơn về việc mình đang mưu cầu. Hiện tại, tất nhiên, ngươi đã tìm được một nơi tốt, cũng là một thời điểm tốt. Nhị hoa đầu lão ca vào lúc này lại nói, người quản sự đưa ngươi đến đó, đúng là một người thật thà, tình cảnh của vị Ngô trưởng quỹ này bây giờ cũng rất xấu hổ. Ông ta vốn là điều động vài đệ tử ở bên cạnh giúp đỡ, còn được trọng dụng, cử đến đó trông coi một kho huyết thực. Kết quả là, vào năm ngoái, khi huyết thực nhập kho, đã bị tà túy nhòm ngó, sơ suất một chút, đã gây ra đại họa. Không chỉ có đệ tử bên cạnh hắn chết phát điên, mà cả gia đình lão chủ tiệm cũng phải chịu đau khổ. Điều quan trọng nhất là lô huyết thực của Hồng Đăng hội bị cướp, tổn thất không nhỏ. Hương chủ ở trên thực ra rất không hài lòng với lỗi lầm này của ông ta, may là ông ta chạy vạy khắp nơi, lại có người quen biết cố gắng hết sức nói tốt cho ông ta, mới có cơ hội lập công chuộc tội. Bây giờ ông ta chính là muốn dựng lại trang trại này, bù đắp cho lỗi lầm năm ngoái. Vì vậy, ông ta nhất định phải điều động lại vài người giúp việc, nếu không thì e rằng sẽ khó có thể chống đỡ được. Chương 114, một câu định mệnh, 2. Theo lẽ thường, tình hình của ông ta, từ những nơi khác trong hội, chọn ra vài người già đã làm quen. Do ông ta điều động là tốt nhất, nhưng người khác đưa đến, ông ta còn không muốn dạy, chỉ chọn trong số những người mới. Còn có chuyện này nữa sao? Hồ Ma lúc này mới hiểu ra tại sao trong trang trại này, ngoài người nhà của lão trưởng quỹ, lại không có một tiểu nhị cũ nào. Trong lòng cũng cảm khái, món quà lớn của nhị gia ngày trước, quả thực không phải là tặng không, quản sự có râu ria mép không tệ, hắn trước tiên hỏi mình có muốn học bản lĩnh không, mới đưa mình đến đây. Chính là bởi vì, ở đây khả năng học được bản lĩnh là lớn nhất. Tất nhiên rồi, cuối cùng ông ta chọn ai để dạy, cũng không chắc. Nhị hoa đầu nói xong, lại cười nói, trong số những người các ngươi, ông ta không thể dạy hết được. Ngươi cũng phải thể hiện tốt, gần gũi với mọi người, từ một đám đông được mọi người chú ý, mới có thể giành được cơ hội này. Nhưng có một điều chắc chắn, Hồ Ma thầm nghĩ, thiếu gia mặc gấm vóc trong trang trại, chẳng phải cũng làm như vậy sao? Hắn chắc chắn cũng biết tin tức mà nhị hoa đầu chia sẻ cho mình, nên cũng là hướng đến pháp môn đó. Hắn chỉ huy các đồng bọn ở khắp mọi nơi đều xuất sắc là để thể hiện năng lực của mình. Hắn nhắm vào mình chính là vì mình đã từng vô tình làm mất mặt hắn, lo sợ mình sau này lọt vào mắt xanh của lão trưởng quỹ, nên ngay cả một cơ hội thể hiện cũng không cho mình. Cũng thật là cẩn thận, mình mới đến đã cướp mất mặt mũi của hắn, hắn đã nửa tháng nay vẫn còn cảnh giác. Trả lời chậm một chút, nhị oa đầu đã nhận ra, cười nói, gặp khó khăn rồi à? Nổi bật e rằng không dễ. Đúng là vậy. Hồ Ma thở dài nhẹ nhõm, liền kể lại chuyện của thiếu gia mặc gấm vóc. Nhị hoa đầu nghe xong, lập tức cười nói, huynh đệ, người này có phải dùng một thanh kiếm gỗ màu đỏ không? Hồ Ma hơi sửng sốt, nói, đúng vậy. Vậy thì ngươi chắc chắn không tranh nổi với hắn. Nhị hoa đầu cười nói, đó là đứa con của Hứa gia cung phụng. Cha hắn là lão cung phụng điều chế huyết thực hoàn trong Hồng Đăng hội, nhưng lại tích góp được không ít của cải, cũng quen biết các trưởng quỹ. Bây giờ tốn rất nhiều tiền, để từ nhỏ đã điều dưỡng cơ thể cho hắn, lại mua được loại đồ cổ này, sắp xếp ổn thỏa. Dặn dò cẩn thận, đưa đến trang trại, mục đích chính là để hắn học được một số bản lĩnh từ lão trưởng quỹ. Biết đâu, trước khi người ta đến, người nhà đã nói xong rồi. Ngươi từ trong trại lên, làm sao so sánh được với người ta? Trong lòng Hồ Ma hơi trùng xuống, nói thật đúng là làm tổn thương lòng người, vừa nghe đã thấy có chút xa vời. Nhị oa đầu cười nói, tất nhiên, cũng không phải là không có cách nào. Hồ Ma vội nói, cái gì? Nhị oa đầu lão ca mỉm cười nhạt, nói, nhà hắn đã có lai lịch, vậy thì ta xử lý cha hắn, chẳng phải là xong rồi sao? Ừm, Hồ Ma thuận miệng trả lời, đột nhiên giật mình, cái gì cơ? Xử lý cha hắn à? Nhị oa đầu cười nói, có lai lịch thì không sợ, để hắn không có lai lịch là xong. Chết tiệt.
Ta thấy cha hắn mấy năm nay tham ô không ít, cũng muốn bắt hắn khai đao, không được thì xử lý hắn. Cha hắn vừa ngã xuống, những người khác cắt đứt quan hệ với hắn còn không kịp, ai còn dám che chở hắn. Hồ Ma nghe xong, đều ngây người, tam quan đều có chút nổ tung, còn có thể như vậy sao? Đối với ta chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Nhị Hoa Đầu nghe ra sự ngạc nhiên của Hồ Ma, giọng nói liền trở nên rất đắc ý, nói, huynh đệ, ngươi vẫn giao tiếp ít với người chuyển sinh, loại người này, ngược lại là dễ giúp đỡ nhất, ta chỉ cần đưa một câu là được. Khó khăn hơn thế này, ngược lại là ta trực tiếp đề bạt ngươi, thậm chí trực tiếp giúp ngươi tìm pháp môn. Hồ Ma chăm chú lắng nghe, ghi nhớ kinh nghiệm mà vị lão ca này truyền thụ. Trong lòng cũng không khỏi có chút tò mò, Nhị Hoa Đầu lão ca, rốt cuộc là chức vụ gì trong Hồng Đăng Hội. Chỉ tiếc là, tuy tò mò, nhưng cũng không chủ động hỏi. Trước đây Nhị Hoa Đầu đã nói rằng mình ở trong thành mấy ngày, sẽ gặp hắn, nhưng nhìn đi nhìn lại, mỗi người đều không giống. Là hương chủ đó sao? Một quản sự nào đó? Hay là một thành viên nào đó của hội đã lướt qua mình? Phải nói rằng, nếu mình thực sự muốn tìm hắn, thì có thể tìm ra, chỉ cần hỏi thăm một chút, 3-4 tháng trước. Ai đã từng vào Lão Âm Sơn, hoặc biến mất 1 hoặc 2 tháng, thì 8-9 phần 10 là tìm được rồi. Nhưng Hồ Ma không thực sự định làm như vậy, người chuyển sinh rất kín tiếng về thân phận của mình, có thể không tiết lộ thì không tiết lộ, giống như Bạch Bồ Đào Tửu vậy. Nhị Hoa Đầu tuy là người tính tình thô lỗ, nhưng nếu mình hỏi, hắn cũng có thể nói, nhưng mình lại phải hiểu chuyện. Không chỉ có hắn, mình là vì mối quan hệ với Bạch Bồ Đào Tửu, cộng thêm việc hiện giờ đang ở trong thời điểm rất quan trọng, nên thân phận cũng coi như chưa từng che giấu, nhưng hiện giờ chuyện bên này đã xong, mình cũng phải nghĩ cách để ẩn giấu thân phận. Tuy nhiên, chỉ là bàn bạc lén lút như vậy mấy câu, liền trực tiếp lật đổ một thiếu gia ngông cuồng không ai bì nổi sao. Đối phương có lẽ nghĩ nát óc cũng không biết chuyện tai bay vạ gió này là thế nào nhỉ. Hồ Ma trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là mơ hồ hiểu được tại sao người chuyển sinh lại bị coi là tà túy lợi hại nhất. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 115, đối chọi gay gắt, 1. Cuộc sống này, muốn sống sót thật khó khăn. Hồ Ma ngày hôm nay thức dậy, lại âm thầm nghĩ ngợi, muốn học một nghề, cũng liên quan đến nhiều thứ có và không. Bản thân còn được hưởng lợi từ viên huyết thực hoàn của bà, còn có sự chăm sóc lẫn nhau của những người chuyển sinh, nếu không thì sẽ ra sao? Có lẽ, Nhị gia chính là một ví dụ điển hình. Hắn cũng không nghĩ đến những chuyện lộn xộn đó, chỉ biết cố gắng học pháp môn thật nhanh mới có thể cứu được bản thân. Trong lòng âm thầm tính toán một hồi, nghĩ thông suốt mọi chuyện, liền lấy ra miếng thịt mà Nhị gia đưa cho mình. Cầm lấy con dao găm bên cạnh mà Chu Đại Đồng vứt trong chăn, cắt lấy một miếng thịt khô ở phần đuôi. Lại có một cục lớn bằng nắm tay trẻ sơ sinh, lấy một miếng vải sạch bọc lại, nhét vào trong lòng, cất miếng thịt, không chút động tĩnh bước ra khỏi cửa. Miếng thịt này, hắn cũng không biết là gì, chỉ nhìn ra được, không phải huyết thái tuế. Dù sao thì bản thân hiện tại cũng được coi là một chuyên gia về huyết thái tuế. Có lẽ ngay cả một lão thợ mỏ như Nhị gia cũng chưa từng thấy nhiều huyết thái tuế như mình đã ăn. Nhưng vì Nhị gia đã đặc biệt dặn dò mình, thì chắc chắn không phải là thứ bình thường, núi thịt cồng kềnh khổng lồ. Vốn không chỉ có 4 loại đen, trắng, xanh, máu, còn có rất nhiều loại kỳ lạ, khó tìm, nhưng thường là những thứ mà các sư phó khó có thể tìm được. Ra khỏi nhà, đến sân tìm thấy Chu Đại Đồng đang cắt cỏ cho ngựa, liền thì thầm với hắn một hồi. Chu Đại Đồng nghe vậy, giật mình, ngay sau đó vẻ mặt lộ rõ vẻ vui mừng, Hồ Ma ca, ngươi định ra tay với bọn họ sao? Hồ Ma ra hiệu cho hắn im lặng, cười nói, ngươi nghĩ ta sẽ ra tay sao? Không ngờ tới, nhưng bị bắt nạt không chịu nổi rồi. Chu Đại Đồng nói, bọn khốn nạn đó, theo hầu thiếu gia họ Hứa, ỷ thế hiếp người, đến giờ vẫn không cho người trong trại Đại Dương chúng ta giúp Hồng Đăng Nương tuần tra. Chỉ cho ngựa ăn, chặt củi, đun nước rửa chân cho lão trưởng quỹ, coi chúng ta như người hầu hạ vậy. Ta không trị được hắn, có thể nhịn được thì nhịn thôi. Nhưng ta, biết tính Hồ Ma ca, có thể nhịn lâu như vậy, chắc chắn là muốn làm chuyện lớn. Nói bậy bạ gì thế? Hồ Ma bị hắn nói đến mức khó chịu, chúng ta lại không phải kẻ xấu. Nhưng Chu Đại Đồng rõ ràng không để ý đến lời hắn,
hớn hở bỏ đi. Đến tối, thấy hoàng hôn sắp buông, mặt trời lặn về phía tây, những người đã định đi tuần tra trước đó đã thắp đèn lồng, đang đợi trong sân, thiếu gia gấm vóc Hứa Tích vẫn chưa ra. Hai tên tiểu nhị của hắn lại đắc ý ngồi bên cạnh giếng nước duỗi chân, lười biếng chỉ vào Lý Hoa Tử và mấy tên định trà trộn vào trong, theo họ đi tuần tra, cười nói. Các ngươi muốn theo cùng đi tuần tra, cũng không phải là không được. Nhưng khi ngươi trở về, ngươi biết không? Ngõ thứ ba đầu phố, căn nhà ngói nhỏ sơn đen, bên ngoài treo cờ rượu, đi qua gõ cửa, mua một cân rượu, rồi bảo lão trưởng quỹ gói cho chúng ta ít thịt heo. Vài huynh đệ chúng ta cùng nhau uống vào buổi tối, tiện thể dạy ngươi quy củ, ngươi thấy thế nào? Vài tên tiểu nhị siêng năng đều liên tục gật đầu, không dám nói không được. Lúc này Chu Đại Đồng lại khoanh tay, lắc lư đi tới, nhìn về phía Lý Hoa Tử bên cạnh họ, nói, Lý Hoa huynh đệ, cha ngươi cho ngươi mấy đồng tiền. Mua thịt cho người ta ăn như vậy sao? Lý Hoa Tử này vốn là người đến từ trại Đại Dương, chỉ là leo lên làm đàn em của thiếu gia gấm vóc Hứa Tích. Nghe vậy liền đỏ mặt tía tai, lắp bắp nói, Đại Đồng ca đừng nói vậy, mấy ngày nay Hổ Tử ca bọn họ thực sự đã dạy ta không ít thứ. Hai người kia thấy Chu Đại Đồng hỏi như vậy, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, liếc xéo hắn, nói, ý ngươi là gì? Không có gì, không có gì. Chu Đại Đồng vội cười tươi, nói, ta muốn hỏi, ta cũng có thể đi theo không? Hai người này nghe xong, sắc mặt dịu lại, cười tủm tỉm nhìn Chu Đại Đồng, thế nào, ngươi cũng muốn mua rượu cho chúng ta sao? Mua. Chu Đại Đồng thản nhiên thò tay vào trong ngực, nói, các ngươi xem đây là cái gì? Trời đã tối, cộng thêm vẻ bí ẩn, đắc ý của hắn, hai người này còn tưởng hắn lấy ra thứ gì đó tốt lắm, đưa tay ra xem. Không ngờ lòng bàn tay Chu Đại Đồng đột nhiên mở ra, bên trong trống rỗng, sau đó thuận tay tát một cái vào mặt bọn họ. Ta mua. Chu Đại Đồng tát một cái xong, lập tức quay người bỏ chạy, ta mua cho các ngươi một cái tát. Đồ khốn nạn. Hai tên tiểu nhị này là theo thiếu gia gấm vóc đến đây, Hứa Tích này đến trang trại, địa vị siêu nhiên, ra lệnh như hoàng đế, hai tên bọn chúng càng ngông cuồng hơn. Những tên tiểu nhị mới đến này, đừng nói đến việc cung kính nịnh nọt, dám cãi lại chúng cũng không có mấy người. Càng đừng nói đến việc đột nhiên bị tát một cái, lập tức nổi giận, từ trên cối xay nhảy xuống, liền nắm chặt nắm đấm, đuổi theo Chu Đại Đồng. Còn Chu Đại Đồng thì nhanh chân chạy ra khỏi trang trại, đợi chạy ra khỏi trang trại, mới hét lên, đánh người rồi. Giết người rồi. Hai tên tiểu nhị này lập tức càng tức giận hơn, chúng thực sự muốn đánh người, nhưng vẫn chưa đánh được. Nhưng nghĩ đến việc bắt được tên khốn nạn này chắc chắn sẽ đánh cho một trận no đòn, thì cũng không có gì sai. Chương 116, đối chọi gay gắt, 2. Nhưng chạy được vài bước, sau bức tường đột nhiên có một người bước ra, chắn trước mặt Chu Đại Đồng, chính là Hồ Ma. Hắn đưa tay ra cản lại, quái lạ nói, sao thế, định đánh người sao? Chu Đại Đồng lập tức nói, chúng bắt ta tối nay mua thịt cho chúng ăn, nếu không sẽ đánh ta. Trụ Tử và Lương Tử thấy Chu Đại Đồng nói vậy, vừa xấu hổ vừa tức giận, hét lên, ngươi tránh ra cho chúng ta. Tên này ra tay trước, mọi người đều nhìn thấy. Trước đó chúng cũng đoán được, Hồ Ma hẳn là thủ lĩnh của đám tiểu nhị từ trại Đại Dương, thêm vào đó Hồ Ma bình thường ít nói, nên cũng không dám bắt nạt hắn, nhưng giờ ăn thiệt thòi của Chu Đại Đồng. Thật không cam lòng, trong lòng sao nhịn được, hét lên bảo Hồ Ma tránh ra, định ra tay. Hắn sao dám ra tay với các ngươi? Hồ Ma lại không tránh ra, cười nói, có phải hiểu lầm rồi không? Trên mặt ta có một cái tát to như vậy, ngươi nói là hiểu lầm sao? Trụ Tử tức giận, đột nhiên quay người kéo lấy Lý Hoa Tử đang đi theo sau họ, nói, ngươi nói xem có phải không? Lý Hoa Tử cũng đầy vẻ xấu hổ, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Thấy ánh mắt của hai người này, cùng ánh mắt của Hồ Ma đều nhìn về phía mình, nhất thời căng thẳng vô cùng. Từ từ cúi đầu, một lúc sau, mới nhỏ giọng nói, thực sự là Đại Đồng ca ra tay trước. Nghe vậy, hai người này lại muốn tiến lên, mặt Hồ Ma cũng xa sầm lại. Chu Đại Đồng càng tức giận, nhảy nhót sau lưng Hồ Ma, hét về phía Lý Hoa Tử, ngươi bỏ chữ ca đi, sau này gọi ta là Chu Đại Đồng. Ta không có đứa huynh đệ như ngươi, ở trại Đại Dương chúng ta sau này cũng không có người như ngươi. Ồ, còn dám điên cuồng sao? Câu nói này lại càng chọc giận hai tên tiểu nhị Trụ Tử và Lương Tử. Chúng đối với Hồ Ma có chút kiêng dè, cũng không lợi hại lắm, giờ thấy mình có lý,
còn khách sáo gì nữa. Một người tiến lên đẩy Hồ Ma, một người khác trực tiếp vung nắm đấm đánh. Hồ Ma không biết chúng xuất thân như thế nào, nhưng theo Hứa Tích đến đây, nghĩ cũng là một đảng với hắn. Bình thường mọi người cùng nhau luyện võ, cũng đã âm thầm quan sát từ lâu, biết hai người này không hề tầm thường. Chu Đại Đồng nghe lời mình đến tìm chuyện, đương nhiên không thể để hắn chịu thiệt. Vì vậy bước lên một bước, sử dụng bàn lân chùy mà nhị gia đã dạy, quét ngang trước người, liền chặn lại hai người này. Chỉ thấy thế quyền của hai người nặng nề, một luồng khí lực ép tới, bước chân hắn hơi thu lại, rồi đột nhiên đẩy ra ngoài. Võ công mà nhị gia dạy, không hoa mỹ bằng võ công mà quản sự họ Ngô này dạy, nhưng lại rất hữu dụng. Một thế quyền bàn lân chùy này là dùng để chặn tà túy, đồng thời có thể tiếp quyền cước, nếu sức mạnh của đối thủ mạnh hơn ngươi, liền có thể hướng về sau hóa giải kình lực, 3 phần kình phòng đối phương 7 phần kình, nếu lực đạo của đối phương yếu hơn mình, đó chính là liên tiếp tiến lên, chấn cho hắn trở về. Tên tiểu nhị tên trụ tử còn chưa kịp phản ứng, đã bị Hồ Ma bắn bay ra ngoài, thuận thế đập vào người một người khác. Hai người ngã nhào lăn lộn trên mặt đất, bị lực lượng của Hồ Mã làm cho choáng váng, cả hai đều choáng váng, hồi lâu không đứng dậy được. Những tên tiểu nhị đứng xung quanh xem náo nhiệt, đều nhất thời sợ ngây người. Một là không ngờ khí lực của Hồ Ma lại mạnh mẽ như vậy, một lúc đã đánh ngã hai tên tiểu nhị này. Hai là mọi người đều hiểu trong lòng, hai tên tiểu nhị này không là gì cả, nhưng chúng lại là một nhóm với thiếu gia gấm vóc Hứa Tích. Trong số những người mới đến Điền Trang, ai không sợ Hứa Tích, Hồ Ma là muốn vạch mặt với đối phương sao? Rầm rầm rầm. Trong một mớ hỗn độn, lại vang lên nhiều tiếng bước chân chạy vội, thì ra là những tên tiểu nhị khác thấy vậy, đều chạy đến xem náo nhiệt. Hồ Ma, Đại Đồng, đánh nhau rồi sao? Vài tiếng hô vụn vụn vặt vặt vang lên, lại là mấy người Chu Lương, Triệu Trụ bên trong trại Đại Dương, nghe thấy động tĩnh, thấy là Hồ Ma cùng Chu Đại Đồng bị người vây vào giữa. Lập tức phát giác không ổn, có người nhanh chóng nhặt lên côn bổng, Triệu Ngưu thì xốc lên xiên phân, nhanh chân chạy tới trợ trận. Nhưng khi tới nơi, chỉ thấy Hồ Mã và Chu Đại Đồng đều không sao, còn lại hai người khác ngã xuống đất, chưa kịp đứng dậy đã lại choáng váng. Không tuân thủ quy củ, tụ tập đánh nhau, các ngươi đều muốn bị đuổi ra ngoài sao? Đang hỗn loạn, đột nhiên nghe thấy một giọng nói như bị ép ra khỏi kẽ răng, Hứa Tích mặt lạnh, chạy đến. Khi nhìn thấy chính là hắn, tất cả thanh niên đều hoảng sợ cúi đầu nói rằng đó không phải việc của họ. Ngay cả Chu Lương, Triệu Trụ, hai người cũng vô thức giấu gậy và đinh ba ra sau lưng. Thiếu gia Hứa Tích này đến không lâu, nhưng lại là nhân vật nói một không hai trong trại này, nói về thân phận thì hắn cũng giống như những người khác, nhưng không ai dám nhìn thẳng vào hắn. Làm mấy trò tống tiền rượu thịt không xong, còn muốn đánh người nữa. Nhưng cũng vào lúc này, một giọng nói vang lên, Hồ Ma tách đám đông ra, chậm rãi bước tới, gay gắt nói, là giữ quy củ sao. Hứa Tích thấy là Hồ Ma, cũng không khỏi hơi sửng sốt. Ngay lập tức sắc mặt tối sầm, một đôi mắt tam bạch nhìn chằm chằm vào Hồ Ma, nhiệt độ xung quanh như thể có chút hạ xuống. Hồ Ma cũng chỉ lặng lẽ nhìn hắn, không hề lùi bước. Phía sau không xa, Tiểu Hồng Đường lặng lẽ thò đầu ra sau bức tường, đôi mắt mở to, chỉ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gỗ đeo ở thắt lưng của hắn. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 117, Đoạt quyền ước đấu, 1. Không khí bỗng trở nên có chút ngột ngạt, những người bạn nhỏ xung quanh đều có chút sợ hãi, lo lắng. Nhìn họ, thiếu gia mặc gấm vóc Hứa Tích, hiện tại vẫn chưa phải là quản sự, nhưng trong mắt những tiểu nhị, hắn và quản sự cũng không khác nhau là mấy. Ngày thường ông chủ không thích ra mặt, mọi chuyện lớn nhỏ trong toàn bộ trang trại này chẳng phải đều do một mình hắn quyết định sao? Sao lại có người dám đắc tội với hắn, không sợ bị đuổi về sao? Bất kể họ đến từ thị trấn hay làng quê, nếu có thể vào Hồng Đăng Hội để kiếm ăn và học hỏi kỹ năng thì họ đều là những người được gia đình bỏ ra rất nhiều công sức. Vạn nhất bị đuổi về, e là sống cũng chẳng xong. Hơn nữa, bản thân thiếu gia Hứa Tích này cũng rất có bản lĩnh. Những chiêu thức mà ông chủ dạy ngày thường, hắn đều hiểu hết, hơn hẳn những tiểu nhị khác một bậc, nếu thực sự động thủ thì cũng sẽ rất vất vả. Đại ca, sắp đánh nhau rồi. Cũng vào lúc căng thẳng ở bên ngoài sân, trong nội viện nơi lão trưởng quỹ đang ở, trong nhà chính, trên bàn bát tiên có thắp đèn dầu. Trong chiếc chum lớn ngâm thảo dược, một cô gái mặt tái nhợt ngồi bên trong,
chỉ để lộ một cái đầu ở bên ngoài, lo lắng nói. Ừ, đánh đi. Lão trưởng quỹ cầm một cục thịt kỳ lạ, từng chút một, ép nước ra, vẻ mặt lạnh lùng nhìn, sớm muộn gì cũng sẽ đánh nhau. Đều là lúc còn trẻ khí thịnh, không đánh nhau một trận, ta còn tưởng rằng những tiểu nhị lần này chiêu mộ không có máu liều. Đánh cho tử tế, thể hiện bản lĩnh ra, mới biết được ai mới là người đáng tin. Hồ Ma đã chuẩn bị sẵn sàng động thủ, đôi mắt cũng vô tình lướt qua thắt lưng đối phương. Hắn biết rằng Hứa Tích này, lợi hại nhất chính là món đồ cổ trong tay hắn. Trong thời gian này, hắn cũng đã tìm hiểu rõ ràng, đồ cổ chính là bảo bối của những người thường xuyên giao tiếp với tà túy ngoại đạo. Thủ tuế nhân, hoặc tẩu quỷ nhân, hoặc những sư phụ khác có tuyệt chiêu để đối phó với tà túy, yêu quái. Ngoài việc dựa vào chính đạo pháp của mình để xông pha, họ còn thường sử dụng một số công cụ hoặc vũ khí, và những công cụ mà họ đã sử dụng chính là đồ cổ. Bởi vì những thứ này, bản thân chúng vốn là những thứ khắc chế tà túy mới được họ chọn. Thêm vào đó là họ đã sử dụng chúng trong nhiều năm như vậy, thấm đẫm hơi thở của họ, những món đồ này càng có linh tính. Nói một cách đơn giản, những món đồ mà những pháp sư càng mạnh sử dụng càng lâu thì càng lợi hại. Tất nhiên, đồ cổ lợi hại là nói đối với tà túy, đối với người thì hiệu quả lại hạn chế. Đây cũng là lý do khiến bản thân dám đấu với Hứa Tích. Nói về đạo pháp, bản thân mình cao hơn Hứa Tích rất nhiều, lực đạo mạnh mẽ, những chiêu thức mà nhị gia dạy cũng luyện thuần thục. Cho dù cần phải đè nén một số đạo pháp để đấu với hắn, cũng chưa chắc đã chịu thiệt. Không ngờ, cũng chính vào lúc hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí còn bắt đầu âm thầm vận công, thì thấy tên Hứa Tích kia chỉ chăm chú nhìn hắn, hồi lâu, thấy Hồ Ma không có ý định lùi. Bước, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ra từ làng quê hẻo lánh, đúng là kiêu ngạo. Ngươi muốn đánh nhau, ta thành toàn cho ngươi. Nhưng đừng làm kinh động đến lão trưởng quỹ của chúng ta, cũng đừng làm chậm trễ việc tuần đêm cho Hồng Đăng nương nương. Nói xong, hắn vén vạt áo dài, quay người định đi, nhưng lại quay đầu nói với Hồ Ma, nếu ngươi thực sự đủ can đảm, chiều mai, chúng ta cùng nhau ra khỏi thị trấn, đến bên cây dương cạnh mương nước bên kia, so tài một trận tử tế, có bản lĩnh gì, cứ dùng hết ra là được. Nghe vậy, những tiểu nhị đều nhìn nhau, thế là không đánh nhau nữa sao? Con hàng này ngoài mạnh trong yếu, chỉ nhìn được mà dùng không được. Hồ Ma nghĩ trong lòng, thấy hắn định đi, liền trực tiếp mở miệng, ta không có ý tranh cãi với ngươi. Nhưng chúng ta đều là những người từ khắp nơi khó khăn lắm mới vào được Hồng Đăng nương nương hội, đều là để mở rộng tầm mắt, học chút nghề, nếu không thì cũng kiếm được vài đồng bạc. Ngươi dựa vào việc đến sớm hơn chúng ta vài ngày, sắp xếp việc canh gác luyện tập, chúng ta không có ý kiến, nhưng ngươi cũng phải công bằng một chút, mới khiến mọi người cảm thấy phục. Đều là những tiểu nhị như nhau, tại sao lại phải mua rượu thịt cho các ngươi mới đến lượt tuần đêm? Nghe vậy, những tiểu nhị đều có chút kinh ngạc, ngây người không nói nên lời. Lúc đầu nghe Hồ Ma nói câu này, còn tưởng rằng hắn sợ rồi, nghe tiếp, bỗng nhiên cảm thấy lời này nói đúng tâm can mình. Không chỉ có những người đến từ trại Đại Dương, mà những người đến từ những nơi khác cũng không ít lần bị họ bóc lột. Mặc dù không dám nói thẳng, nhưng trong lòng sao có thể phục được. Hứa Tích nghe vậy, sắc mặt bỗng chốc đỏ bừng, nhìn chằm chằm Hồ Ma, đến ngày mai, đừng sợ là được. Nói xong, đột nhiên quay người hét lớn với người khác, ngây ra đó làm gì? Ai nên tuần đêm, còn không mau đi. Những tiểu nhị đều giật mình, vội vàng cầm đèn lồng, nhanh chân lên đường. Hồ Ma cũng thu dọn đồ đạc, trở về trang trại, theo sắp xếp ban đầu, tối nay hắn phải cho ngựa ăn, nhưng hắn đi thẳng về phòng, mặc kệ. Tất cả những lời khiêu khích thách đấu này đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng, nhị oa đầu bên kia đã quyết định sẽ ra tay. Bản thân mình đương nhiên có thể đợi đến khi thiếu gia Hứa Tích này không còn chỗ dựa, rồi mới làm chuyện này, nhưng đến lúc đó, e rằng hiệu quả này sẽ kém xa. Nhất định phải nhân lúc đối phương đang ở thời kỳ đỉnh cao, rồi nói thêm vài lời hoa mỹ mới có thể đạt được mục đích. Chương 118, đoạt quyền ước đấu 2. Hồ Ma ca, ngươi có nắm chắc đánh thắng hắn không? Chu Đại Đồng cũng chạy theo, vẻ mặt quan tâm hỏi. Hồ Ma cười nói, ngươi còn không biết ta có đánh thắng được hắn không, đã dám qua đó gây chuyện rồi sao? Sợ cái gì? Chu Đại Đồng nói, trước khi đi, ông nội ta đã nói với tôi, nói rằng mặc dù ta cũng có thể làm, nhưng ta là một con gà trống đánh bừa, không có đầu óc. Ngươi thì khác, ngươi vừa gian vừa lười vừa tham,
tính tình lại tà, tuyệt đối không chịu thiệt. Mặc dù nhìn thì cũng xấu như nhau, nhưng ngươi là người xấu có đầu óc. Vì vậy, ông ấy dặn đi dặn lại, sau khi ra ngoài thì nghe lời ngươi, có chuyện gì thì anh em cùng nhau gánh vác. Sao có chút không hiểu đây là lời khen hay lời chê? Hồ Ma lắc đầu, nhìn sang hai người kia, đó chính là Chu Lương và Triệu Trụ. Hai tiểu nhị này từ trại Đại Dương ra, đều rất thật thà, bình thường không nói gì, nhưng vừa rồi cũng đã lên tiếng. Hai người thấy ánh mắt nhìn sang, liền nói, chúng ta không quan tâm đến những chuyện khác, đều là người trong cùng một trại, không giúp đỡ lẫn nhau sao được. Những thiếu niên mộc mạc của trại quê hẻo lánh. Hồ Ma trong lòng cũng không khỏi thở dài, cười nói với hai người, đúng vậy, có chuyện gì chúng ta cùng nhau gánh vác, có phúc cùng hưởng. Hồ Ma ca, ngươi đánh không lại hắn đâu. Đang nói, bên ngoài cửa vang lên một giọng nói ấp úng, chính là Lý Hoa Tử dựa vào cạnh cửa, cẩn thận nói. Chu Đại Đồng vừa nhìn thấy hắn, lập tức nổi giận, quát, cút ra ngoài, ngươi không phải quen biết với bọn họ sao? Ôm chăn của ngươi, đến phòng của bọn họ mà ngủ đi. Lý Hoa Tử lập tức nước mắt lưng tròng, không nói nên lời. Nhưng nhìn hắn như vậy, đừng nói Chu Đại Đồng, ngay cả Chu Lương và Triệu Trụ cũng không thèm để ý. Những thiếu niên sinh ra ở làng quê có tâm tư đơn giản, thẳng thắn. Qua một đêm, sau khi những tiểu nhị thức dậy, theo thường lệ vẫn sắp xếp theo sự sắp xếp của Hứa Tích, bận rộn với công việc của riêng mình. Nhưng tâm trí đều đặt vào cuộc đấu giữa Hồ Ma và thiếu gia mặc áo gấm này, ít nhiều đều có chút không quá tập trung. Trong lòng đều cho rằng Hồ Ma chắc chắn sẽ thua, chênh lệch quá lớn. Vài thiếu niên xuất thân từ trại Đại Dương này thực sự nghèo khổ, mấy người mới góp được một con dao. Còn thiếu gia Hứa Tích, không chỉ bản thân mặc áo gấm, mang theo đồ cũ, mà ngay cả hai người theo hầu cũng rất rộng rãi. Nhưng lại cảm thấy, Hồ Ma dám thách đấu, thì có khí thế, huống hồ, hắn đang giúp mọi người nói chuyện. Dòng chảy ngầm này trào dâng, Hứa Tích lại càng nghiêm khắc hơn với những tiểu nhị, lớn tiếng quát tháo họ, ở đây không sạch sẽ, ở đó làm không tốt. Nhưng Hồ Ma thì ngoại lệ, hắn không xuất hiện cả ngày, chỉ sau khi ăn trưa xong, đứng dậy thẳng tiến, tìm Chu Đại Đồng mượn dao, kẹp dưới cánh tay, cũng không chào hỏi mọi người, đi thẳng ra khỏi trang trại. Hắn thực sự dám đi sao? Những tiểu nhị nhất thời phấn khích, trao đổi ánh mắt, đều có chút kinh ngạc. Còn Hứa Tích nhìn bóng lưng của Hồ Ma, chỉ cười lạnh, cố ý từ từ ăn xong, nói cười với hai người theo hầu, còn vào nội viện nói chuyện với lão trưởng quỹ, dường như rất không quan tâm. Khí phách này càng khiến người ta lo lắng cho Hồ Ma. Trong lòng lo lắng chuyện này, những tiểu nhị cũng không có tâm trạng làm việc, liên tục nhanh chóng xử lý gọn gàng công việc trên tay, sợ không có cơ hội, liền lén lút lẻn ra khỏi trang trại. Đến đầu trấn, xa xa đã thấy Hồ Ma ôm dao đứng dưới gốc cây dương. Sự điềm tĩnh ung dung này cũng khiến người ta lờ mờ khâm phục, không hiểu sao lại có thêm vài phần tin tưởng vào Hồ Ma. Dần dần, mặt trời lặn về phía tây, những tiểu nhị đã có hơn một nửa chạy đến, lòng nóng như lửa đốt, chờ đợi cuộc so tài đã hẹn trước này. Nhưng không ngờ, chờ nửa canh giờ, Hứa Tích vẫn không xuất hiện. Đợi một canh giờ, hướng trang trại, vẫn không thấy một bóng người nào đến. Đợi đến mặt trời sắp lặn, tất cả mọi người đều đã sốt ruột khi nhìn thấy phương hướng của trang trại. Một người trong số họ lén quay lại xem chuyện gì đang xảy ra, sau đó nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc thông báo, Hứa Tích thiếu gia không đến được rồi. Những tiểu nhị đều ngây người ra, Hồ Ma ở xa xa dưới gốc cây dương cũng nhìn lại. Á, tiểu nhị đó lo lắng nói là có chuyện gấp, trực tiếp tìm trưởng quỹ xin nghỉ phép, về thành rồi. Tất cả mọi người đều ngây người, chuyện gì quan trọng thế? Đã hẹn rồi mà, không nói, rất căng thẳng, rồi chạy mất. Lúc này, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, những tiểu nhị nhìn nhau, đều có chút không thể tin được. Hắn đã không đến, vậy thì thôi vậy. Còn Hồ Ma, cũng đến lúc này mới cầm dao đi về, nói với những tiểu nhị đang đứng bên cạnh, trong trang trại còn rất nhiều việc đang chờ, đừng đứng ngây ra ở đây nữa. Đại Đồng, Triệu Trụ, Chu Lương, còn ngươi, thêm ngươi nữa, mấy người các ngươi, tối nay theo ta tuần tra. Ngươi, tối nay cắt cỏ cho ngựa, dọn sạch sân. Các ngươi, trông chừng bếp núc, canh để đun kịp thời khi lão trưởng quỹ muốn phải, đừng để nguội, cũng đừng để quá nóng. Thấy hắn sắp xếp công việc, đám người xung quanh nhất thời không phản ứng kịp. Một lúc sau, Chu Đại Đồng mới hô to đáp lại, những người khác cũng đột nhiên hiểu ra điều gì đó,
liên tục gật đầu, không có ý kiến gì về sự sắp xếp của Hồ Ma. Hồ Ma đi trước về phía trang viên, trong lòng thầm nghĩ, đèn lồng này giơ lên, cũng gần hơn với Thủ Tuế Nhân một bước rồi. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 119, Đèn đỏ chiếu đêm, 1. Đèn đỏ thắp sáng đêm tối, mọi thứ đều bình yên. Trong vùng quê tối tăm, một ngọn đèn đỏ lắc lư, từ xa xa tiến lại. Những người bạn đồng hành mang theo chút phấn khích, chút run rẩy trong tiếng gọi, phá vỡ sự tĩnh lặng đến ngột ngạt này. Không biết có bao nhiêu thứ xào xạc, thấy đèn đỏ từ xa đã lặng lẽ lùi lại, ẩn vào màn đêm sâu thẳm. Ngọn lửa ma chơi lơ lửng trên những nấm mồ hoang vắng cũng theo đèn đỏ đến gần, lặng lẽ biến mất. Hồ Ma cầm đèn lồng đỏ, bên trái là Chu Đại Đồng mặt mày phấn khích, thỉnh thoảng lại kéo dài giọng gọi một tiếng, bên phải là Chu Lương, phía sau là ba bốn người. Bạn đồng hành cùng ra tuần tra, họ vừa mới mẻ vừa phấn khích, tiếng bước chân sột soạt trên con đường đất, đi ngang qua những nấm mồ kia cũng không né tránh, mà đi thẳng qua bên cạnh. Nhìn dáng vẻ đó, có vẻ như có chút cố tình khoe mẽ. Sau khi họ đi qua những nấm mồ, mơ hồ nghe thấy, trong tiếng gió thổi qua phía nấm mồ, dường như có lẫn tiếng khóc thút thít. Quay đầu nhìn lại, mơ hồ có thể thấy có mấy bóng người ngồi bên nấm mồ, chừng đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng họ. Hồ Ma dừng bước, quay đầu nhìn lại, rồi đột nhiên quay lại. Theo ngọn đèn lồng đỏ đến gần, bên nấm mồ đột nhiên nổi lên một cơn gió lạnh thổi vòng quanh nấm mồ, đến gần nhìn lại thì không thấy gì cả. Chúng ta được Hồng Đăng nương nương cử đến tuần tra, không có ý định quấy rầy sự yên tĩnh của hàng xóm. Hồ Ma cầm đèn lồng, lạnh lùng nói, nhưng các vị cũng nên biết, để tránh sau này xảy ra chuyện không hay thì không ai có lợi. Vài nấm mồ hoang vắng, không có động tĩnh gì, dường như cũng tỏ ý không phản đối. Hồ Ma mới quay người lại, tiếp tục cầm đèn lồng đỏ, đi về phía trước, mọi người đều nín thở, không dám thở mạnh. Đây chính là tuần tra của Hồng Đăng Nương Nương hội. Mang theo đèn đỏ, đợi đến khi màn đêm buông xuống, thì đi khắp các làng quê, xua đuổi tà túy lỡ lạc. Đây là quy tắc của Hồng Đăng hội, đèn đỏ vừa sáng, trong phạm vi 10 dặm, không được phép có tà túy khác dừng chân, lưu lại. Ngay cả những cô hồn dã quỷ bị chôn vùi trong nấm mồ hoang cũng không bắt buộc phải chuyển nhà, nhưng cũng phải quay ni ở trong nấm mồ. Tất nhiên, với bản lĩnh hiện tại của Hồ Ma và những người khác, đương nhiên vẫn chưa có uy phong lớn như vậy, uy phong này vốn là do ngọn đèn đỏ trong tay mang lại. Những tà túy bình thường, chỉ cần nhìn thấy đèn đỏ là sẽ bỏ chạy. Nhưng nếu có những kẻ như gia đình Hoàng Tiên trước đây, không hiểu quy củ, thì phải so tài một phen. Trước hết nói về quy củ, sau đó nói về đạo lý, nói không lại thì động thủ, đánh không lại thì về gọi trưởng quỹ. Và đây chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của những người bạn đồng hành này khi đến đây. Hồng Đăng Nương Nương hội không chỉ có địa bàn ở trong thành, có hương đường, mà ở các nơi khác nhau cũng đều có những trang trại tương tự. Và Hồ Ma, khi cầm đèn lồng, đi qua một vòng lớn này, trong lòng cũng không khỏi nghĩ, Hồng Đăng Nương Nương này, bản lĩnh thực sự có lớn như vậy không? Bất kể ở đâu, chỉ cần treo đèn lồng đỏ lên là có thể khiến các tà túy khác chủ động rút lui 10 dặm. Hay là, sự lợi hại của bà ấy nằm ở chỗ những người bạn đồng hành này giúp bà ấy tuần tra, một khi gặp phải rắc rối thực sự thì có thể giáng lâm vào đèn lồng đỏ. Hắn nhớ rằng, khi đuổi đàn chồn vàng đi, trong đèn lồng đỏ mơ hồ xuất hiện tiếng cười. Nhưng bây giờ, chính mình cầm chiếc đèn lồng này trên tay, cũng chỉ thấy đây là một chiếc đèn lồng bình thường, không có thần lực gì cả. Tuy nhiên, cũng không nghĩ nhiều, cứ làm theo là được. 60 dặm một đêm, lại là vùng hoang dã vào đêm khuya, quả thực khó đi. Nhưng dù sao thì tuần tra này cũng không yêu cầu nghiêm ngặt như vậy. Huống hồ, họ đều là những thiếu niên đã đốt lò, bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh đã đi hết một vòng, trở về trang trại. Hồ Ma đặt đèn lồng xuống, kiểm tra tình hình chuồng ngựa, bếp lò, mọi nơi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Sau đó đi gõ cửa sân trong, đợi nghe thấy tiếng bên trong, liền đẩy cửa vào, báo cáo với trưởng quỹ trong sân, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, trưởng quỹ còn gì dặn dò không? Vị trưởng quỹ họ Ngô đó đang ngồi hóng mát bên cạnh ghế đá trong sân trong. Bây giờ trời đã lạnh, không biết ông ta hóng mát cái quỷ gì. Thấy Hồ Ma vào báo cáo, dường như ông ta cũng không thấy bất ngờ, chỉ gật đầu, đánh giá Hồ Ma từ trên xuống dưới.
đột nhiên nói, ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi? Hồ Ma vội đáp, ta tên Hồ Ma, người trại Đại Dương, năm nay 16 tuổi. À, lão trưởng quỹ gật đầu, đột nhiên vỗ đầu, nói, ta nhớ ra ngươi rồi, ngươi phản ứng rất nhanh, không tệ. Hồ Ma gật đầu, không nói nhiều. Còn trưởng quỹ này lại giơ tay ra hiệu, cười nói, lại đây, ta thử hỏa hầu của ngươi. Hồ Ma thấy ông ta đưa tay ra, liền bước tới, đưa lòng bàn tay ra. Trước đây khi ở trại Đại Dương, hắn đã bị quản gia đi thăm dò thái tuế thử qua, biết quy củ. Nhưng không ngờ, vị trưởng quỹ họ Ngô này không giống như vị quản gia kia, chỉ dùng hai ngón tay bóp, mà trực tiếp nắm lấy lòng bàn tay của Hồ Ma. Chương 120, đèn đỏ chiếu đêm, 2. Mỉm cười, Hồ Ma lập tức cảm thấy một luồng âm khí thấm vào cơ thể. Hắn không thay đổi sắc mặt, cũng vội điều chỉnh lô hỏa của mình để chống lại. Nhưng bây giờ hai nén hương đầu của hắn đã đầy, nén hương thứ ba cũng đã phát triển mạnh mẽ, chỉ còn cách một nén. Nhưng Hồ Ma biết, mình là một thiếu niên đến từ một trại, nhưng lại có gần ba nén hương tu luyện thì quá khoa trương. Vì vậy, hắn thu lại hai nén hương khác, chỉ dùng nén mệnh hương thứ ba mới tích lũy này để chống lại. Lão trưởng quỹ thử một chút, buông lỏng bàn tay của hắn ra, kinh ngạc nói, nền tảng của ngươi rất vững chắc. Hồ Ma đã sớm nghĩ ra lời nói, liền trực tiếp nói, người lớn trong nhà ta vào núi, đào được một số thứ tốt, cho ta ăn. Vì vậy, từ khi bắt đầu đóng lò, ta đã nhanh hơn những người khác. Lão trưởng quỹ nghe vậy, chậm rãi gật đầu, dường như có chút hài lòng. Với con mắt của ông ta, đương nhiên không thể không nhìn ra, ngọn lửa hùng hậu như vậy không phải là thứ mà Hồ Ma ở độ tuổi này có thể trực tiếp nuôi dưỡng được. Phong dương không dò gì, lại ta luyện sức lực, đến 30 tuổi, có được nền tảng này thì không tệ. Nhưng Hồ Ma không chỉ nói những lời này, vừa lấy một gói giấy từ trong lòng ra, bước tới đặt lên bàn đá bên cạnh lão trưởng quỹ, nói, đây là một miếng thịt thái tuế xanh do trưởng bối trong nhà ta cắt ra, có hơi khác biệt. Người lớn trong nhà dặn ta mang đến cho lão trưởng quỹ, xin ông đừng chê. Lão trưởng quỹ cười, liếc nhìn một cái, không mấy để ý, từ từ mở gói giấy này ra, đợi đến khi nhìn thấy bên trong có một khối màu đỏ sẫm pha xanh, thì sắc mặt đột nhiên hơi thay đổi. Lại nhìn kỹ vài lần, cuối cùng xác định, trên mặt nở nụ cười, thái độ tốt hơn rất nhiều so với lúc nãy. Liên tục gật đầu, cười nói, không tệ, không tệ, người lớn trong nhà ngươi có lòng. Đột nhiên chuyển giọng, còn có không? Có. Hồ Ma đã chuẩn bị sẵn sàng, vội gật đầu, lại lấy thái tuế xanh trong túi vải ra, nói, người lớn trong nhà ta sợ ta không theo kịp, bảo ta mang theo để bổ sung cơ thể, trưởng quỹ xem. Trên đó vết dao rất rõ ràng khối trên bàn là cắt từ đây xuống, chứ không phải cất riêng đi, chỉ cắt một khối này cho mình. Lão trưởng quỹ nhìn thấy, mới đột nhiên cười lên, xua tay nói, ngươi giữ lại cho mình đi. Sau này bổ sung cơ thể cho tốt, hỏa hầu của ngươi đã đạt đến đỉnh cao, rất nhanh sẽ phải tính theo đạo hạnh. Ngoài ra, những chuyện trong trang trại, ngươi cũng phải để ý nhiều hơn. Mỗi ngày chỉ sáng tối, đến sân trong này của ta, nếu có chuyện gì, ta sẽ dặn dò ngươi. Hồ Ma đáp ứng, rời khỏi sân trong này. Nghe lời nói của lão trưởng quỹ này, dường như đã rất có hy vọng. Hồ Ma đương nhiên cũng muốn trực tiếp tìm ông ta để xin một lời đảm bảo. Chỉ tiếc là lời đảm bảo như vậy lại không thể có được. Hắn trở về phòng ngủ, Chu Đại Đồng và những người khác vẫn còn rất phấn khích. Chỉ sau một đêm, họ đã trở thành người tuần tra, vô hình chung dường như cao hơn một bậc, đều cảm thấy có chút không thật. Phấn khích một lúc, lại một lúc lo lắng Hứa Tích đột nhiên trở lại tước mất đãi ngộ này của mình, tâm trạng bồn chồn. Đều nghĩ đến việc tìm Hồ Ma nói chuyện, nhưng Hồ Ma lại lười nói chuyện với họ về những chuyện này, chỉ xua tay bảo họ nghỉ ngơi. Hứa Tích bọn họ ở là một phòng ba người, rất rộng rãi, có thể cướp được. Hắn chỉ âm thầm nghĩ trong lòng, như vậy, Tiểu Hồng Đường cũng không cần phải đi loanh quanh bên ngoài mỗi đêm, ngủ vào ban ngày. Dù sao thì thức đêm hàng ngày, không tốt cho cơ thể. Cũng ở trang trại này, lão trưởng quỹ chờ Hồ Ma đi rồi, mới kích động cầm khối thịt đó, vào phòng khách. Vén rèm phòng trong, liền nhìn thấy dưới ngọn đèn dầu, trong vại là cô gái đang mặt ủ mày trao, kích động nói, quay ni, đồ tốt. Cô gái trong vại mệt mỏi mở mắt ra, nhìn thấy thứ đen xỉ trong tay ông ta, đại đại, đó là cái gì? Cái này gọi là thanh ngọc cao. Lão trưởng quỹ phấn khích nói, bọn nhà quê trong trang trại,
không biết thứ này quý giá, chắc là thấy màu đỏ, còn tưởng là huyết thái tuế, coi như lễ vật tặng cho ta. Thực ra, thứ này không phải là huyết thái tuế, nhưng đối với chúng ta lại có ích hơn. Tác dụng của nó không phải như huyết thái tuế, tăng khí lực, tăng đạo hạnh, ăn vào ngược lại có hại cho đạo hạnh. Nhưng dùng để chữa bệnh giảm đau, rút lửa, thì lại cực tốt, ngươi không phải ngày nào cũng kêu đau sao. Có cái này, sẽ tốt hơn. Cô gái trong vại dường như có chút kích động, ngẩng đầu nhìn về phía thứ đen xì đó. Nhưng khi cô mở miệng, thì dường như có chút do dự, đại đại, vậy ngươi có phải dạy bản lĩnh cho người ta không? Lão trưởng quỹ lúc này mới nghĩ ra, có lẽ là vừa rồi ở bên ngoài nói chuyện với thằng nhóc họ Hồ ở trại Đại Dương đã bị cô gái nghe được. Suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, bản lĩnh này của chúng ta là một chuyện lớn, truyền cho ai cũng là đại ân đại đức. Thằng nhóc này, thực ra còn mạnh hơn cả thằng nhóc nhà họ Hứa, hơn nữa lại là người trong trại, lai lịch trong sạch, chỉ xem nó có chịu ra sức không thôi. Nếu đáng tin, thì cũng không phải là không thể dạy nó. Các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.